Thank you.
ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin phát nguyện phúng tụng niệm trì kinh Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp quyển thứ 5. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm. Nghìn tay nghìn mắt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con Phật tử giác đạo xin phát nguyện phụng tụng niệm trì kính Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp quyển thứ 5. Xin hồi hướng cầu siêu cho mẹ Đỗ Thị Phương Mai Pháp danh Viên Thọ Mẫn ngày rằm tháng giêng 15 tháng giêng năm Canh Tý hưởng thọ 80 tuổi. Được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Xin nguyện hồi hướng cầu siêu cho phụ thân, mẫu thân, cha mẹ, ông bà đều được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đầu quyển thứ 5 kỳ viên hòa thứ vị thẩm khám thường thanh hoa hồng thì a lê vàng hiệp chỉ long nhãn khám cúng dường im ma la quả thế bố sông bà la môn tiên nhân thân hiển liên đại thường. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung văn tình ngộ nhãn chi từ tôn thanh hạnh hiền quang minh chi diệu tướng khai ngũ thừa chi giáo hải làng lãng tuyên. Ban nhã chi huyền âm ngũ thập ngũ vị chi thanh hiền. Niệm niệm bồ đề chi quả mãn ngũ căn ngũ lực chi đại sĩ trần trần giải thoát
từ quán chứng minh tu phụng thường lai vùng vì cầu sám đệ tử độ thì phương mai pháp danh tiền thọ mai đứng chính pháp danh giả đạo tu kiến từ bi đạo tràng sám pháp kim đương đệ ngũ quyền dập đàn duyên khởi cận vì hương đăng quả bình phì cúng trân tu phổ phùng chữ phần thánh hiền xưng dương hồng danh báo hiệu thế tàng lễ bái phát lộ đầu thành thiên niệm cầu sám đệ tử đẳng đổ thị phương mai pháp danh điền thọ mai đứng chính pháp danh giả đạo tùng tinh lũy kim trưng chi kim sanh mê ngủ quẩn chi cứ lai tùy ngủ trưa chi lưu chuyện ngủ dùng oanh truyền ngủ trần giao tế ngủ nghịch vị trường cởi nhân ngã ai tăng chi niệm ngủ phá vị ngộ tăng tự tha phiền não chi tình nhân duyên ký dĩ vô sai quả báo thần nan đào tỷ kiềm tăng pháp chân kiền thành chi chi ca khai giải thoát chi môn quỳ y ở đại viên cảnh trung tây định nữ bồ đề hải nội tình ý như tư phật tấn ai lân ngưỡng câu hồng từ minh huân gia bì phần thân thanh tịnh tờ lưu ly phần diện do như mãn nguyệt quy phần tài thế gian thường cứu cổ phần tâm vô sứ bấn từ bi khải phần từ bi đạo tràng sam pham nhấn tâm quy màn tam thế chư phật Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật Nam mô thi khí Phật Nam mô tỳ xá phụ Phật Nam mô câu lưu tôn Phật Nam mô câu na hàm mô ni Phật Nam mô ca diếp Phật Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam mô đương lai hạ sanh di lặng tôn Phật Chương thứ chín giải oan thỉnh kiết ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hiểu rõ tất cả chúng sanh đều có oán thù với nhau vì sao mà kiết vì không có oán thù thì không có ác đạo nay ăn đạo không những ba đường còn mãi nên biến oán thù không bao giờ cùng tận kinh dạy rằng hết thảy chúng sanh đều có tâm vì có tâm nên đều được làm Phật nhưng chúng sanh tâm tưởng điên đảo tham đắm thế gian không biên lỗi ra cứ vun trồng gông khổ não bồi đắm bồi oán thù sợ dĩ phải luân hồi ba cõi qua lại sao đường xả thân lại thọ tấn công bao giờ cùng tận vì sao vậy vì hết thải chúng sanh từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay mê muội mãi mãi vô minh che lấp nước nái nhậm chìm nên khởi ra ba động căn khởi ra bốn điên
nơi thân khẩu ý khởi ra mười hành án thân sáng đạo dâm miệng vọng ngôn ý ngữ lưỡng thìa ca khẩu ý tham sân si tự mình làm mười điều ác dạy người làm mười người điều ác khen ngợi người làm mười điều ác như vậy y nơi thân khẩu ý khởi ra bốn chủng điều ám lại y nơi sáu căn tham đâm xảo trần hơn nữa là mở rộng cửa ác cho tám vàng bốn ngàn trận lao xâm nhậm trong khoảng một niệm khởi ra sáu mười hai kiên chậm trong khoảng một niệm tạo đủ bốn mươi điều ác trong khoảng một niệm mở cửa cho tam vạn bốn ngàn trần lao hôn nữa trong khoảng một ngày thì khởi ra biết bao tội ăn hôn nữa trong khoảng một tháng khởi ra không biết bao tội ác hôn nữa trong khoảng một năm khởi ra không biết bao tội ác hôn nữa chúng thân linh kiếp khởi ra biết bao tội ác tội ác như vậy vô lượng vô biên oán thù theo nhau không bao giờ cùng tận những chúng sanh đồng sanh với ngũ si vô minh che lâm trí tuệ phiền não che lâm tâm tánh chúng sanh không tự hiểu biết tư tưởng điên đảo không tin lời kinh không tin lời phận không biết giải oan không trông giải thoát chúng sanh tự gieo mình vào đường ác như phù du tự gieo mình vào đèn sáng nhiều kiếp mê muội chịu vô lượng khổ giả sử nghiệp báo hết rồi được trở lại làm người thì người ăn như thế tròn công cải cách nên thánh nhân phải sanh tầm tương xóm như vậy cũng chỉ vì chúng sanh có oan thù với nhau mà ra chúng con ngày nay đã phát tâm bồ đề tu bồ tát đạo thầy bồ tát ma ha tăng lấy việc cơ cố làm tư lương lấy việc giải oan kiếp làm hiểu mạnh bồ tát không xả bỏ chúng sanh mà lấy việc cứu khổ chịu khổ thế cho chúng sanh làm nền tảng chúng con ngày nay cũng phải như vậy phải khởi tâm giống mạnh khởi tâm từ bi tâm đồng như tâm phận nương nhờ phận lưng dựng phản đạo tràng đành trống cam lồ cầm cung trí tuệ nắm tên kiên cố nguyện vì hết thải tư sanh lụng đạo oán thù ba đời cha mẹ sư trưởng lụng thân nguyên thù mà cởi mở oán thù những oán thù đã trên đều xả bỏ những oán thù chưa kết rốt ráo không kết nữa nguyện xin chư phật chư đại bồ tát dùng từ bi lực dùng bốn nguyện lực dùng thần thông lực đồng gia tâm che chở chiết phục nhiếp thọ làm cho vô lượng oán thù ba đời từ nay trở đi cho đến ngày thành phần cởi mở sanh hết trong còn kênh oán thù trở lại hên thai khổ não hoàn toàn đoạn trừ cùng nhau chỉ tâm một lòng tha thiết đầu thành đánh lễ tam bảo nguyện xin thế cho hết thải chúng sanh trong bốn loài sáu đường oán thù ba đời nguyện xin thế cho cha mẹ sư trưởng và hết thải bà con quyến thuộc bà mà quy y thế gian đại từ bi phụ Nam Mô Di Lặc Phật Nam
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thiện Ý Phật. Nam Mô Ly Cấu Phật. Nam Mô Nguyệt Tướng Phật. Nam Mô Đại Danh Phật. Nam Mô Châu Kế Phật. Nam Mô Oai Mạnh Phật. Nam Mô Sư Tử Bộ Phật. Nam Mô Đức Thọ Phật. Nam Mô Hoàng Thính Phật. Nam Mô Huệ Tụ Phật. Nam Mô An Trú Phật. Nam Mô Hữu Ý Phật. Nam Mô Ương Già Đa Phật. Nam Mô Vô Lượng Ý Phật. Nam Mô Diệu Sắc Phật. Nam Mô Đa Trí Phật. Nam Mô Quang Minh Phật. Nam Mô Kiên Giới Phật. Nam Mô Cát Tường Phật. Nam Mô Bảo Tướng Phật. Nam Mô Liên Hoa Phật. Nam Mô Na La Diện Phật. Nam Mô An Lạc Phật. Nam Mô Trí Tích Phật. Nam Mô Đức Kinh Phật. Nam Mô Kiên Giọng Tinh Tấn Bồ Tát. Nam Mô Kim Cang Huệ Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương thần hư không giới hết thải tam bảo tất cả oan thù như vậy. Nay ở trong lục đạo, những người đã chịu trả oan rồi, nguyện xin nhờ phật lực pháp lực hiện thanh lực khiến các chúng sanh ấy đều được giải thoát. Hoặc có chúng sanh là
sanh về tịnh độ tưởng ăn có ăn tưởng bằng có bằng không còn nghe tiếng oán thù đấu tranh lừa thân không bị sự biến diệt xâm lăng tâm không bị ngoài trần mê hoằng hoằng nhiễm trước điều lành tranh nhau nhóm họp điều án tranh nhau tiêu tan phá tâm đại thừa tu đạo bồ tát tứ đẳng lục độ đều được đầy đủ xả bỏ quả báo sanh tử đồng đẳng đạo tràng thành bận chánh giác ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết cái gì là nguồn gốc của oán thù đau khổ chính vì mắng tham sân tai tham tiếng mũi tham hương lưỡi tham vì thân tham súng tế nhị nên chúng sanh thường bị năm ngoại trần ràng buộc nhiều kiếp ở trong đêm dài mờ mình không được giác ngộ và giải thoát lại nữa sao dòng bà con thân cả nguyên cuộc đều là nguồn gốc oán thù ba đời của chúng ta vậy thân cả oán thù đều do thân nhân khởi ra nếu không có thân thì không có oán vậy ly thân thân là ly được oán vì cớ gì vậy vì nếu mỗi người ở một xứ xa cảnh ta hương như thế thì trọn không thể sanh tâm oán thần tâm oán thần sanh ra được đều do thân cận với nhau vì công ba đồng tham sân si nên xung não nhau vì xung não nhau nên phần nhiều hay sanh tâm oán thần sợ dĩ bà con thần kinh hay tránh lẫn nhau hoặc cha mẹ tránh con hoặc con tránh cha mẹ anh em chị em hết thảy đều hay tránh lẫn nhau và hiềm hận lẫn nhau có chúng gì không bằng lòng liền sánh tâm giận dữ nếu giàu sang phú quý thì nhìn bà con đua nhau đến xin khi nghèo thiếu thì không ai để ý lại nữa càng xin càng lấy làm thiếu càng được càng lấy làm không đủ trăm lần xin trăm lần được cũng không lấy làm ơn ơi không vừa lòng trở lại giận hờn từ đó đã bắt đầu lòng ôm ăn niềm nghĩ tìm cách cố ý kết thù liên hòa đời đời không thôi suy ra mà biết oán thù ba đời thân không ai xa lạ đều là bà con thân thỉnh quyến thuộc chúng ta cả vậy nên biết quyến thuộc là nhóm oan gia chúng con không thể không hết lòng ân cần sám hối chí tâm đầu thành đành lễ tam bảo nguyện vì từ khi có thần thân trở lại cho đến ngày nay cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếm ở trong sáu đường đã kết oán thù cùng nhau hoặc là oán thù hay không phải oán thù hoặc kinh hoặc trong hôm nay hoặc ở trong đường địa ngục đường ngạ quỷ đường súng sanh đường a tu la hay ở trong nhân đạo hoặc ở trên căn cõi trời hoặc ở trong các loài tiên hay ở trong vòng bà con quyên thuộc của chúng con như thế những người oán thù và quyên thuộc của các người ấy trong ba đời ngày nay chúng con tên Đỗ Thị Phương Mai pháp danh Biên Thọ Mai đứng chính pháp danh Giác Đạo xin đem tâm từ bi tâm công phân biệt oán thân tâm như tâm phần nguyện như nguyện phần sinh thay thế
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phạm Đức Phật. Nam Mô Bảo Tích Phật. Nam Mô Hoa Thiên Phật. Nam Mô Thiện Tư Nghệ Phật. Nam Mô Pháp Tự Tại Phật. Nam Mô Danh Văn Ý Phật. Nam Mô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam Mô Kim Cang Tường Phật. Nam Mô Cầu Lợi Ích Phật. Nam Mô Vô Hí Thần Thông Phật. Nam Mô Ly Ám Phật. Nam Mô Đa Thiên Phật. Nam Mô Di Lâu Tướng Phật. Nam Mô Chúng Minh Phật. Nam Mô Bảo Tạng Phật. Nam Mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam Mô Đề Xá Phật. Nam Mô Châu Giác Phật. Nam Mô Đức Tán Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam Mô Nhật Minh Phật. Nam Mô Tịnh Tố Phật. Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Nam Mô Vi Lam Vương Phật. Nam Mô Phước Tạng Phật. Nam Mô Khí Âm Cai Bồ Tát. Nam Mô Tịnh Căn Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
lại quy y như vậy. Mười phương tầng hư không giới ngó thai tam bảo nguyện xin nhờ phần lưng pháp lưng đại địa bồ tát lưng ở thái hiện thánh lưng khiến cho cha mẹ bà con chúng con ở trong sáu đường. Nếu người nào có oán thù và quyến thuộc, các người ấy đều đồng thời vâng tâm đến đạo tràng này cùng nhau sám hối tội đời trước dài cả quán thù đã kết. Nếu người nào thân hình bị câu túng trở ngài không thể đến được ngài nái xin nhờ thần lần của tam bảo thâu nhĩ tinh thần của các người ấy khiến họ đến được đạo tràng đem lòng từ bi thọ lãnh sự sám hối của chúng con. Ngày nay nguyện mong giải thoát hết thảy oan thù đại chúng trong đạo tràng đều nên tâm niệm miệng nói lời này. Chúng con tên Đỗ Thị Phương Mai, pháp danh Viên Thọ Mai Đứng Chính, pháp danh Giác Đạo Từ Vô Thủy, khi có thần thân trở lại cho đến ngày nay. Đối với cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp, chú bác cô dì quyến thuộc nội ngoại, vì công ba đồng khởi ra mười nghĩa bạc, hoặc vì không biết, hoặc vì không tin, hoặc vì không tu, bởi vô minh che lâm trí huệ nên sanh ra hoàn kết. Đối với cha mẹ bà con cho đến cả trong lục đạo cũng có oán thù, nhưng tôi như vậy vô lượng vô biên, ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì giận hờn, hoặc vì tham mãi, hoặc vì ngu si do gống ba đồng mà tạo ra các tội tội ác như vậy vô lượng vô biên, hổ thẹn sám hối nguyện xin xả thi. Lại nữa từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, hoặc vì ruộng vườn, hoặc vì nhà cửa, hoặc vì tiền của mà sanh ra nghiệp oán thù đối với bà con cha mẹ đem tâm sang hại
đồng như tâm phần nguyện, đồng như nguyện phần được pháp tam ẩn của chư phần đủ năm phần pháp tân cứu cánh vô thượng bồ đề thành bằng chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã giải oán kết với cha mẹ rồi, tự lại nên giải oán kết với sư trưởng. Từ bằng đại thánh trở xuống tâm thế chưa được hoàn toàn viên tịnh, vô sanh pháp nhẫn còn bị ba tướng thiên diệt ở địa vị đắng giác rồi, phận còn phương tiện dùng lời khổ khăn để cho những chúng sanh ác động nhân đó mà ngộ đạo. Bằng minh đứng giáo hóa quần sanh còn nhớ lời khổ khăn ấy, huống gì phàm phu cánh tuyệt cánh thanh tịnh làm sao cõi oán ấy. Thiền án còn phức tạp minh bạch chưa phân, làm sao tránh khỏi sự sai lầm của tam nghiệp, cho nên nghe lời này phải sanh lòng hổ thẹn. Đối với ơn đứng sư trưởng phải tự tranh mình, lòng nên hổ thẹn không nên nghi ngờ mà sanh án tâm. Trong kinh phận dài tuy xuân gia nhưng chưa được giải thoát, giàu được xuân gia cũng không nên tự phụ mình không có điều án. Người tài gia cũng không nên tự cho mình hoàn toàn không có điều thiền vã thôi, không nên nói việc ấy nữa hay nghe lời phần dạy trong kinh. Phật bảo đại chúng các ngươi nên tưởng nhờ ơn sư trưởng cha mẹ, tuy sanh thân này nuôi dưỡng dạy bảo nhưng không thể làm cho thân này ra cõi ba đường ác. Lòng từ của sư trưởng rất lớn, khuyên dụ dẫn dắt kẻ sơ cơ cho được xuân gian rồi truyền trao cho đại giới giới tỳ kheo đó. Tức là kẻ sơ cơ đã hoài thai là hán sẽ sanh quả là hán ra lìa đau khổ sanh tử và được yên vui niết bàn. Sư trưởng có ơn đứng xuân thế ấy, ai hay báo đáp. Nếu người nào chúng thân hành đạo đó chỉ là tự lời chớ chưa phải là báo đáp ơn thầy. Phật dạy bạn lành trong thiên hạ không ai bằng sư trưởng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe phần dạy ơn đức sư trưởng nặng như thế, nhưng chúng con chưa từng khi nào phát tâm nghĩ đến. Trái lại có khi sư trưởng dạy bảo còn không tin không lãnh, cho đến còn nói lời thô tháo sanh thầm thị ban ngang ngược thị phi làm suy đồi chánh pháp. Nhưng tội lỗi như thế làm sao thoát được tam đồ khổ báo ấy. Không ai thay thế đến lúc chết rồi vui vì khổ đến tinh thần thảm não tâm ý hôn mê, tinh thần không sang suốt năm căn tán loạn. Muốn đi chân không thể bước, muốn ngồi thân không thể yên, giả sử muốn nghe thuyết pháp tai không thể nghe, muốn xem cảnh đẹp mắt không thể thấy. Ngày luận bây giờ muốn nhớ lại sự lệ xám hôm nay cũng không thể được, chỉ có những cảnh tượng rùng rợn hung ác trong địa ngục hiện ra mà thôi. Sở dĩ trong kinh phận dạy người ngu si tự thì không tin tội phước hủy bán sư trưởng, ghen ghé tận đố những người như vậy là ma vương trong phần pháp, là dòng giống địa ngục tự cớ đoán tù chiều quá đau khổ
chung ở đôi với các bậc thường trung hạ tòa chung con không tâm tính sự xuân gia là pha viễn ly sanh tử không biết nhẫn dụng là hạnh an lành không biết bình đẳng là đường vào bồ đề không biết xa lìa vọng tưởng là tâm xuân thế thầy cho đồng phòng chung ở vì cớ sự phiền não nghiệp chướng chưa hết nên này chống trái tâm phân biệt đột nhiên loạn khởi đến tranh cãi nhau sợ dĩ như vậy là đời đời không mà đời đời không hòa hiệp lại nữa người xuân gia hoặc là đồng nông nghiệp hoặc là đồng sư chung hồng trong những ngày ấy thấy người thắng thân chung còn lìa ôm lòng độc hại sân hận vì ganh tị mà không tự biết đó là trí huệ đời trước cho nên người có phương đứng chung còn không có thiền cặn tâm hữu lầu của chúng con hay sanh cao hạ hay khởi đâu trạnh ninh khi hòa hiệp không thể nhường nhịn người dạy đứng chúng con bà phước bèn hiềm hận nhau bình quấy chỉ nói xấu người hoặc vì ba đồng mà xàm bán nhau không có tâm trung tính không có ý cung kính không khi nào nghĩ lại điều trái của chúng con cho đến cạo tiên lớn lời nói điều thô lỗ là điều phần cấm những điều sư trưởng dạy bảo cũng không tin cá bận thường trung hạ tòa ai cũng ôm lòng phẫn hận chúng con cả vì phẫn hận nên lại thị phi nhau thành ra trong ba đường ngã phần nhiều đều có oán thù thị phi oán thù như thế đều do thầy trò đệ tử chúng con gây ra trong lung đồng học chung ở thượng trung hạ tòa cởi lên một niềm tâm sân hận oán thù đã vô lượng sở dĩ trong kinh phần dày đời nay có ý giận nhau ghén ghen ghét nhau tận đố nhau trong một chung trời sau cá sâu ăn ấy càng thêm kinh liệt thành ra oán thù lớn hơn nữa ăn ấy đã phát ra trọn đời thì nghiệp báo ấy kể sao cho xiết ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều không tự biết trong lùng đạo đã gây thù cơ đoan với các bậc sư trưởng thượng trung hạ toàn oán thù ấy không có ngài cùng tâm sự oán thù này không có hình tướng thời gian chiều khổ không có kỳ hạn không có kiếp phố không thể chịu được vậy nên Bồ Tát Ma Ha Ta xả tâm hoãn thân dùng tâm từ bi tâm bình đẳng mà thâu nhiếp tất cả chúng sanh. Ngày nay đại chúng đã cùng nhau phát Bồ Đề tâm phát Bồ Đề nguyện nên phải tâm tu hạnh Bồ Tát Tứ Vô Lượng Tâm Luận Ba La Mật. Tứ hoàng thề nguyện tứ nhiếp pháp đó là sự tu hành căn bản của chư Phật và Bồ Tát đã làm. Như chư Phật và Bồ Tát đã làm chúng con ngày nay cũng tâm làm hoán thân bình đẳng hết thảy không ngại nhau. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật thề công cứu hộ hết thảy. Thề phải cứu hộ hết thảy chúng sanh khi
với tất cả chúng sanh trong lục đạo đến đời vị lai này. Trong hiện tại chúng con chịu trả quả báo, hôm nay chúng con nguyện xin sám hối, nguyện xin trừ diệt. Nếu tất cả chúng sanh trong lục đạo mỗi mối đều ăn thù với nhau, ngày nay đệ tử chúng con tên chỗ thị phương mai pháp danh Thiên Thọ Mai Đức Chính Pháp danh Giác Đạo, xin đem lòng từ bi công phân biệt oán thân cấm bị oán thù ba đời mà cầu xin sám hối. Nguyện xin cho cả rằng đây xa bỏ oán thù, không còn nghĩ đến điều ăn đồng để hại nhau nữa, không còn ôm lòng đồng an đến với nhau nữa. Nguyện xin thay chúng sanh trong lục đạo cũng đồng xa bỏ oán thù, thay đều hoan hỷ với nhau. Từ nay đã giải oán thù rồi, không còn sân hận nhau nữa mà cũng tỉnh nhau. Tâm nghĩ bao ơn nhau, tâm như tâm chư Phật, nguyện như nguyện chư Phật, mọi người đều nhân tâm đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kiên Hữu Biến Phật. Nam mô Điện Minh Phật. Nam mô Kim Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Đức Phật. Nam mô Thắng Tương Phật. Nam mô Minh Tán Phật. Nam mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam mô Cụ Tùng Tán Phật. Nam mô Ly Úy Sư Phật. Nam mô Ân Thiên Phật. Nam mô Ứng Thiên Phật. Nam mô Đại Đăng Phật. Nam mô Thế Minh Phật. Nam mô Diệu Âm Phật. Nam mô Trì Thượng Công Đức Phật. Nam mô Ly Ám Phật. Nam mô Bảo Tán Phật. Nam mô Sư Tử Giáp Phật.
Nam mô Diệt Quá Phật. Nam mô Trì Cam Lộ Phật. Nam mô Nhân Nguyệt Phật. Nam mô Hỷ Kiến Phật. Nam mô Trang Nghiêm Phật. Nam mô Châu Minh Phật. Nam mô Sơn Đảnh Phật. Nam mô Danh Tướng Phật. Nam mô Pháp Tích Phật. Nam mô Huệ Thượng Phật. Nam mô Thường Bất Ly Thế Bồ Tát. Nam mô Huệ Thượng Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới ở tại Tam Bảo. Nguyện xin nhờ phần lưng pháp lưng ở thái hiền thanh lưng, kiến vô lượng oán thù ba đời hoàng oán thù hay không phải oán thù. Và ở tại chúng sanh trong hư không phạm giới đều phát tâm sám hối, cởi mở oan trên tất cả oan tù đều xóa bỏ, không còn phân biệt oán thân, tất cả đều hòa hiệp như nương với sữa, tất cả đều hoan hỷ như ở sơ địa, tất cả đều vô ngại như hư không. Từ nay cho đến ngày thành phân hằng làm bà con phần pháp quyến thuộc từ bi như chư Bồ Tát. Lại nữa chúng con xin nhờ công đức nhân duyên lễ bái sám hối hôm nay để cởi mở oan kết. Nguyện xin chư vị hòa thượng Cam Bân A Xà Lê Đồng Đàng tôn chứng, các vị đồng hồng và hơ thai quyên thuộc của Cam Bân thượng trung hạ tòa, có oan thù cho đến các chúng sanh trong bốn loại sao đường, mỗi mỗi đều có oan thù trong ba đời chưa được giải thoát. Ngày nay vẫn còn ở trong thiên đạo, vẫn ở trong tiên đạo, còn ở trong A Tu La đạo, còn ở trong địa ngục đạo.
niệm giải thoát tâm tâm tự tại sáu ba la mừng đầy đủ trang nghiêm. Hạnh nguyện thậm địa hoàn toàn viên mãn được mười trí lực của phần thân thân vô ngại chứng qua bồ đề thành bằng chánh giác. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết rõ trên đây đã vì có oán thù trong ba đời mà phải giải oan tính kết, rồi từ đây trở xuống riêng từng cá nhân phải tự trong sạch, phải hết lòng cùng nhau thử xem vì sao mà không được giải thoát. Về nghĩ về trước không thấy được đứng phần đối diện thọ ký cho mình, suy về sau cũng không nghe được một pháp âm của Phật phô diễn, bởi vì tội nghiệp sâu dày oán kết kiên cố, cho nên không những không thấy được phần đời trước phần đời sau các vị Bồ Tát và Hiền Thánh, mà còn sợ e không được nghe âm thanh truyền hưởng vang dội của Tam Tạng Kinh Điển nữa là khác. Xa cánh phần phá tì ác đạo và tù oán không do đâu mà giải thoát, bỏ thân mạng này rồi chìm xuống biển khổ luân chuyển ba đường, trải khắp ma tu biết bao giờ trở lại được thân người. Suy nghĩ như vậy mới thật là đau lòng, tâm tư như vậy mới thật là khổ trí. Chúng con được hạnh phúc may mắn mong nhờ thuần phong của Phật, nên cắt ngay từ thân xả gia ly tụng không còn tưởng nhớ gì nữa, há lại không tranh thủ thời gian để cầu giải thoát. Nếu ý chí không kiên cường quyết liệt chịu khổ không lòng lo sợ thoát vây thân lâm trọng, bình thân trung ấm hiện ra thì ngu đầu ngục tốt la sát a bàn, tình tướng dễ sợ thình lình tìm đến gió phong đau xẻ thân, tinh thần sợ hãi tan loạn, bà con khóc lóc cũng không hay biết. Ngay lúc bây giờ sanh một niệm thiện tâm cầu lễ sám như ngày nay cũng không thể được, chỉ thấy vô lượng đau khổ trong ba đường ngã thiện ra. Ngày nay đại chúng đều phải nỗ lực tu tập cho kịp thời, nếu cứ tùy ý phong tung thì ý chí hướng thượng phải bị chậm trễ, cho nên phải cố gắng chịu khổ mà dũng mãnh tiến lên. Vì thế trong kinh có dạy từ bi là đạo tràng, vì nhẫn nhục chịu khổ vậy phán tâm tu theo đạo tràng này thì mọi việc đều xong xuôi. Vậy nên biết rằng vàng thiền được trang nghiêm đều nhờ sự cố gắng nhẫn nại, cũng như muốn qua bể cà phải nương nhờ ghe thuyền. Nếu có tâm cầu an vui mà không làm việc gây nhân cầu an vui thì không thể có kết quả an vui, ly và sự đập phải đi đôi với nhau. Người hết lương thực mà chỉ mơ tưởng cao lương mỹ vị, tưởng suông như vậy nào có ích gì cho sự đôi khác. Cần phải làm thế nào cho có cao lương mỹ vị thật sự mới được. Vậy muốn cầu có kết quả tốt đẹp, nhiệm màu quyết phải lý và sự đồng hành không thể thiếu một. Đại chúng phải cùng nhau tranh tâm tăng thượng pháp ý, hổ thẹn mà sám hối việc tội giải các quán cơ, trái lại cứ mê mờ theo thói cũ thì chưa biết ngày nào tỏ ngộ. Nếu mọi người đều giải thoát mà ta còn trầm luân thì ăn năn không kịp. Đại chúng nhân tâm đầu thành đảnh lễ quy y thế gian.
Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Định Nghĩa Phật. Nam Mô Thí Nguyện Phật. Nam Mô Bảo Chúng Phật. Nam Mô Bảo Chúng Phật. Nam Mô Chúng Vương Phật. Nam Mô Vô Bộ Phật. Nam Mô An Ổn Phật. Nam Mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam Mô Thượng Tôn Phật. Nam Mô Cực Cao Đức Phật. Nam Mô Thượng Sơ Tử Âm Phật. Nam Mô Lạc Hí Phật. Nam Mô Long Minh Phật. Nam Mô Hoa Sơn Phật. Nam Mô Long Hỷ Phật. Nam Mô Hương Tự Tài Vương Phật. Nam Mô Đại Danh Phật. Nam Mô Thiền Lực Phật. Nam Mô Đức Mang Phật. Nam Mô Long Thủ Phật. Nam Mô Thiện Hành Ý Phật. Nam Mô Nhân Trang Nghiêm Phật. Nam Mô Trí Thắng Phật. Nam Mô Vô Lượng Nguyệt Phật. Nam Mô Thực Nghĩ Phật. Nam Mô Nhật Minh Phật. Nam Mô Thực Ngữ Phật. Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát.
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quý y như vậy, mười phương tầng hư không giới tại tam bảo đệ tử chúng con tình đủ thị phương mai pháp danh viên thọ mai đứng chính pháp danh giác đạo tính tầm tội chương sâu dày hơn đại địa bị vô minh che lâm tâm tanh trong đêm dài mờ mịt do bán động mà tạo nhân thù oan nên mê muội chìm sâu trong ba cõi không có ngày ra. Ngày nay nhờ sự từ bi của chư Phật chư Đại Bồ Tát mới mong giác ngộ sanh tâm hộ thẹn chỉ thành cầu xin tỏ bày sám hối nguyện xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng từ bi thâu nhiếp chúng con đem xưng đại trí huệ xưng bân tư nghị xưng xin
đã từng làm anh em chị em với nhau hỡ tại chúng sanh đều như thế. Bởi vì vô minh che lắm chân tánh nên không biết nhau, vì không biết nên nay sanh ra xung nào mà oán thù nhau mãi mãi. Ngày nay đại chúng đã hiểu biết đây ấy nên phải hết lòng thành cẩn tha thiết dụng tâm, quyết kiến một niềm tâm, tâm cảm mười phương phận một lạy đoạn trừ vô lượng oán thù. Đại chúng nhấn tâm đầu thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phổ. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Định Ý Phật. Nam mô Vô Lượng Hình Phật. Nam mô Minh Chiếu Phật. Nam mô Bảo Tướng Phật. Nam mô Đoạn Nghĩ Phật. Nam mô Thiện Minh Phật. Nam mô Bất Hư Bộ Phật. Nam mô Giác Ngộ Phật. Nam mô Hoa Tướng Phật. Nam mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam mô Đại Oai Đức Phật. Nam mô Biên Kiến Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Phật. Nam mô Bảo Thiên Phật. Nam mô Trú Nghĩa Phật. Nam mô Mãn Nghi Phật. Nam mô Thượng Tán Phật. Nam mô Vô Ưu Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Phạm Thiên Phật. Nam mô Hoa Minh Phật. Nam mô Thân Sai Biệt Phật. Nam mô Pháp Minh Phật.
Nam mô Tổng Kiến Phật. Nam mô Đức Tịnh Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quý y như vậy, mười phương tầng hư không giới ở tại Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo đồng gia tâm nhi tọa chúng con. Chúng con tên Đỗ Thị Phương Mai, pháp danh Viên Thọ Mai Đứng Chính, pháp danh Giác Đạo. Xin nguyện cầu xin những điều sám hối đều được diệt trừ, đều được thanh tịnh. Lại nguyện xin cho những người đồng sám hối hôm nay từ nay trở đi, cho đến ngày thành Phật, tất cả oán thù đều được giải thoát, tất cả thông khổ đều được tiêu diệt hoàn toàn, kiến tâm, kiến tâm phiền não hằng được thanh tịnh, xa lìa bốn ác thú, tự tài thọ sanh đến thân hầu hạ chư Phật, được Phật thọ ký lục đồ tứ đẳng, nhân thời đồng tu đủ bốn biện tài, được mười trí lực, tướng tốt niệm tân thần thông, vô ngại vào kiện can tâm, thành tân chánh từ bi đạo tràng lượng hoàng sám pháp quyển thứ năm. Cuối quyển thứ năm lượng hoàng bảo sám chi cộng tuyên dương cửu trùng cũng biện phóng nào quang thi thị miễn tái ương cảm tà quân vương hoa khổ thượng thiên đường lương hoàng bảo sám vàng đứng hồng danh linh văn ngũ quyển tôi hoàng tâm từ từ miễn tái truân đành lễ phật danh tiểu thai bảo an ninh nam mô nàng thắng địa bồ tát ma ha tang nam mô nàng thắng địa bồ tát ma ha tang nam mô nàng thắng địa bồ tát ma tăng. Cung văn diệu tướng nguy nguy lệ trung thiện chi cáo nhập từ phong đảng đảng chân đại địa chi xuân lội sai cam lộ ở trần tâm quán đề hồ ư sa giới hữu cầu giai ứng vô nguyện bấm tòng Như Lai thư ngũ nhãn chi hoàng minh dung hội tác ngũ thời chi phận sự tương lai phụng vì cầu sam đệ tử đẳng Đỗ Thị Phương Mai pháp danh Viên Thọ Mai Đứng Chính pháp danh Giác Đạo Thủ Sùng Từ Bi Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp Kim Đương Đệ Ngũ Nguyễn Lễ Tụng Cáo Chúng Cộng Huân Tương Bì Tập Ngũ Đứng Chi Cao Lâu Chỉ
kinh pháp danh giác đạo. Sám vị sám chi tội cấu tâm vì tâm chi tánh nhân phụng nguyện ngũ uẩn chi vân tự không. Ngũ suy chi tướng bân hiện ngũ căn ngũ lận nhi cụ tung ngũ cai ngũ truyền dĩ tiêu dung. Phát minh ngũ chủng chi tâm hoa trì thủ ngũ chi trị tịnh giới hiện tồn quyển thuộc. Thì ngũ phước dĩ hàm ân quả khứ tôn thân đăng ngũ minh nhi thành tựu bình minh ngũ trầm chỉ loài khổ luân tác. Nhi cộng chứng bồ đề cừ thù chấm đối chi độ oan nghiệp giải nhi đồng sanh thiện đạo. Lược lược vi vân hối qua tê tê nghiệp quả nan trừ nhân nhân ngưỡng ư truy lưu. Trùng trùng cầu ư sám môi nam mô sám môi sư bồ tát ma ha tát. Nam mô sám môi sư bồ tát ma ha tát. Nam mô sám môi sư bồ tát ma ha tát. Lương hoàng bảo sám ngộ nguyện công đức lực. Nguyện diệt đệ tử đảng đổ thì phương mai pháp danh viên tò bại đứng chính pháp danh giác đạo. Ngũ chương tội thân chứng Bồ Tát ngang thắng địa. Sam văn cử xử tội hoa phi giải liễu oan sám liễu tội. Tiêu tai tăng phước thọ thoát cổ sanh đạo lời dài liễu oan sám liễu tội. Tiêu diêu trận nhầm long hoa hội long hoa tam hội nguyện tướng phùng. Di lặng phần tiền thân thọ ký nam mô long hoa hội bồ tát ma ha tát. Nam mô long hoa hội bồ tát ma ha tát. Nam mô long hoa hội bồ tát ma ha tát. Lương hoàng bảo sám ngũ nguyện dĩ toàn châu hồi hướng tứ ân tình tam hữu bái sám chung đẳng tăng phước thọ. Nguyện tương phá thủy tẩy kiến vô duy nguyện phong giả bản tây du nam thắng địa bồ tát duy nguyện ngại nạp tọ. Nam mô đăng vân lộ bồ tát ma ha tát. Nam mô đăng vân lộ bồ tát ma ha tát. Nam mô đăng vân lộ bồ tát ma ha tát. Ma ha bát nhã ba la mận đa tâm kinh quán từ tài bồ tát hành thâm bát nhã ba la mận đa thời chiều kiến ngũ uẩn giai con độ nhân viên cổ anh. Xa lợi tử sanh bưng gì không không bưng gì sao tăng tương thị không cộng tương thị sắc tòa tượng hành thân nhiều phục như thị. Xa lợi tử thị như pháp công tương bưng sanh bưng nhị bưng công bưng tịnh bưng tăng bưng giảm thị cổ công trung vô sanh vô thọ tưởng hành tương vô nhân nhị thị thị tâm ý vô sáng tinh lương vị xuất phẩm. Vô nhàn giới này chi vô y tương giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lợi tự diệt vô lợi tự tầng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng di vô sở đăng cố bồ đề tam loại y bám nhà ba la mận đa cố tâm vô quay lại vô quay ngày cố. Vô hồ cùng bốn viện ly điên đà mong tưởng cứu cánh niết bàn tạm thế chư Phật y bát nhà ba la mận đa cô đăng na nầu đa la tam diệu tam bồ đề cổ tri bát nhà ba la mận đa thì đại tần chủ thì đại minh chủ thì vô thượng chủ thì vô đằng đằng chủ năng trừ nhân thi cổ chân thì bất tư. Cổ thuyết ba nhà ba la mận đa chú thương thi chú vi y đê y đê ba la yếm đê ba la tăng yếm đê bồ đề tát bà ha yếm đê y đê ba la yếm đê ba la tăng yếm đê bồ đề tát bà ha yếm đê y đê ba la yếm đê ba la tăng yếm đê bồ đề tát bà. Vạn sanh quyết định chớ ngôn. Nam mô A Di Đà Phật Già Đa Tha Già Đa Già Đa Di Già Tha Di Đà Đa Bà Thị Di Đà Đa Tăng Đa Bà Thị Di Đà Di Ca Tăng Đế Di Đà Di Ca Tăng Đa Già Di
tam bà tỳ di đề đa thiên ca lâm đế di đề đa thiên ca lâm đa và di đề và di na di đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa đa ya đa ya đa di ya ta di đề đa bà tỳ di đề đa tăng tam bà tỳ di đề đa thiên ca lâm đế di đề đa thiên ca lâm đa và di đề và di na di đa ca lệ ta bà. Từ quý Phật đưa
từ quý pháp đường nguyện chúng sanh tâm nhầm kính tạng trí tuệ như hải. Từ quý tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhân thiên vô ngại. Vừa rồi là thời khóa con xin lễ lạy kinh Lương Hoàng Sám Pháp, xin nguyện hồi hướng cầu siêu cho phụ thân mẫu thân của con. Con cầu siêu cho hương linh ba Mai Nam Tuấn, ba Pháp Danh Giác Thông, ba mất ngày 25 tháng 7 năm Quý Tỵ. Con cầu siêu cho hương linh của ba được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho hương linh mẫu thân mẹ con Đỗ Thị Phương Mai, Pháp Danh Viên Thọ, mất ngày rằm tháng Giêng 15 tháng Giêng năm Canh Tý, hưởng thọ 80 tuổi. Con xin nguyện hồi hướng cầu siêu cho mẹ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin nguyện hồi hướng cầu siêu cho hương linh chị con Mai Thị Thanh Liên, Pháp Danh Thiện Chánh, mất ngày 22 tháng 11 năm Bính Tuất, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con cầu siêu cho hương linh em con Mai Trọng Tú, Pháp Danh Giác Trí, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho ông bà cửu huyền thất tổ, hai bên nội ngoại họ Mai họ Đỗ trong gia tộc nhà con đều đặng được tiêu diêu siêu thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quan gia trái chủ, những quan gia nghiệp chướng đều được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hồi hướng công đức con niệm trì kinh niệm Phật, xin hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được trọn thành đạo vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tỳ Lô Xá Na Phật. Đừng để mũi làm ảnh hưởng đến con bạn. Xin mũi bé chú. Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm Nghìn Tay Nghìn Mắt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.